Đây là Càn Long nam nữ phối hợp nha các bạn. Càn Long nam thì chúng ta đã quá biết, quá thán phục anh em rồi. Rất nhiều giải đấu, và tại giải đấu này cũng vậy, anh em vừa giành thêm hai chức vô địch, bổ sung thêm hai chức vô địch vào bộ sưu tập của mình. Còn đây là Càn Long nam nữ, chúng ta cùng chờ xem Càn Long nam nữ sẽ thi đấu như thế nào. Về đội hình thì chúng ta thấy nam vẫn giữ nguyên trang phục màu xanh của mình, còn nữ Càn Long thì trong trang phục màu cam, và chị em được bố trí ngồi ở đoạn đầu sau bốn tay bơi đầu tiên thôi, sau hai cặp vận động viên ngồi đầu tiên, đó là 20 vận động viên nữ nha các bạn. Cách bố trí của Càn Long là như vậy. Và bây giờ mục tiêu của anh em có khởi nghĩ là không ngoài chức vô địch lần thứ ba, chức vô địch thứ ba ở cả ba nội dung thi đấu tại đại hội năm nay. Chúng ta cùng chờ xem, chút nữa thôi sẽ được chứng kiến Càn Long nam nữ thi đấu cùng với Cầu Kè nam nữ và thành phố Trà Vinh nam nữ, ba đội thi đấu nội dung nam nữ phối hợp ở đại hội thể dục thể thao Trà Vinh 2022. Chúng ta cùng chờ xem. Còn đây là Trà Cú, đội ghe vừa trở lại thi đấu, trở lại với dòng sông Long Bình bằng chiếc ghe vừa được đóng mới. Mặc dù có thể là anh em chưa được hài lòng lắm với lần trở lại này của mình, nhưng một chiếc huy chương đồng, một hạng ba ở cự ly 600m cũng là một kỷ niệm, cũng là một điều khích lệ dành cho anh em ở lần trở lại này. Và chúng ta cùng hy vọng Cầu Kè sẽ tiếp tục thi đấu thăng tiến thành công. Trà Cú các bạn, Trà Cú sẽ thi đấu tốt ở những giải đấu tiếp theo. Quốc Khởi vừa nói lộn, Cầu Kè thì đã khẳng định được thương hiệu rồi. Trà Cú nha các bạn.